Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật rất đặc biệt, đó là con lợn, hay còn gọi là con heo. Con lợn không chỉ là một loài động vật thông minh mà còn mang lại nhiều điều thú vị và vui nhộn. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con lợn và cuộc sống của chúng. Con lợn thường có hình dáng tròn trịa với đôi tai lớn và mũi nhọn. Chúng có cơ thể mập mạp và chân ngắn, khiến chúng trở nên đáng yêu và dễ thương. Hầu hết lợn thường được gắn với những miêu tả ngu ngốc, mập, chậm chạp, bởi thế mà có câu mập như heo. Thế nhưng sai rồi nhé, lợn là một trong những loài được cho là có năng lực nhận thức giống với nhiều loài thông minh khác như chó, tinh tinh, voi, cá heo và thậm chí là con người. Kết luận ban đầu của một số nghiên cứu cho thấy lợn có khả năng lưu trữ trí nhớ rất xuất sắc và có thể giải quyết các vấn đề hóc búa như tìm lối ra khỏi mê cung. Mọi người thường nghĩ loài lợn ăn tất cả mọi thứ và ăn rất nhanh. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Lợn trong tự nhiên dành thời gian dài tìm kiếm thức ăn và nếu được thả trong môi trường tự do, lợn có thể rất kén ăn. Tất nhiên chúng có thể ăn hầu hết mọi thứ từ thức ăn thực vật như rau củ quả đến thức ăn động vật nhỏ như côn trùng, sâu bọ. Con lợn thường rất hiền lành và thân thiện. Chúng cũng thích được vuốt ve và nô đùa với con người. Trong môi trường tự nhiên, lợn là loài động vật rất sạch sẽ. Lợn không có tuyến mồ hôi để làm mát cơ thể do đó chúng thích ở trong bùn để giữ cho thân nhiệt được mát chứ không phải do chúng ở bẩn như con người thường nghĩ. Những người nuôi lợn làm thú cưng cho biết, lợn sạch sẽ, vệ sinh đúng chỗ. Heo cảnh dễ nuôi, chúng thường ăn các loại rau củ tươi, không phải nấu. Khứu giác của lợn có độ nhạy cao gấp khoảng 2.000 lần so với con người. Tế bào xúc giác của lợn tập trung nhiều nhất ở mõm của chúng. Lợn sử dụng cơ quan này chủ yếu để đào đất và ngửi thức ăn. Lợn là loài động vật rất yêu giấc ngủ. Chúng có thể ngủ rất nhiều giờ mỗi ngày, thậm chí là đến 16 giờ. Cuộc sống bình yên của chúng thường bắt đầu và kết thúc với những giấc ngủ dài. Heo trưởng thành, mặc dù có vẻ to lớn và mập mạp, nhưng thực tế chúng có khả năng chạy với tốc độ lên đến 17 km/h. Cũng giống như con người, mỗi chú lợn có cá tính và cảm xúc riêng. Một số con lợn vui tươi hơn những con khác, một số có tính cách nghiêm túc, còn một số lại táo bạo hơn những con khác. Có những con lợn dường như có khả năng xử lý căng thẳng trong khi những con khác có thể bị căng thẳng. Lợn là một trong những loài động vật quan trọng trong nền nông nghiệp và là nguồn cung cấp thịt cho con người. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con lợn, một trong những động vật đáng yêu và đầy ý nghĩa. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.